Xin chào nha anh em ơi. Nay cập nhật xe ngày mới nha anh em. Chúc anh em ngày mới thật nhiều niềm vui. Tràn đầy sinh lực để cho một công việc thật hiệu quả nha anh em. Mấy cái dãy này như mọi khi đó anh em ơi. Giá đầu thép cũng có ghi hết trên yên ha. Như mọi khi vậy đó. Anh em nào thường xuyên theo dõi kênh YouTube thép xe máy thường xuyên cập nhật hàng ngày thì chắc nắm giá hết rồi. Cái nào mới về thép báo ha. Còn cái nào cũ thì không báo nữa. Cái MX kinh này 36 nha anh em. Kinh mới về. Còn mấy con mô tô hôm qua em có live stream luôn ha. Live stream em xả rồi. Anh em quan tâm thì muốn biết giá giấy gì đó thì cứ qua cái video hôm qua xem. Còn thôi coi yên. Cái yên ghi số mấy là giá mấy đó. Mua bán công khai, minh bạch rõ ràng. Vừa lòng anh em đến. Không vừa lòng anh em cũng đến luôn nha anh em. Mấy mô tô hôm qua có like hết rồi anh em ha. Em đi lẹ lẹ để cho tiết kiệm thời gian cho anh em. Khổ có cái xe cái đồ dành để mua. Anh gây đơn này 32 triệu. Vậy nha anh Vũ. Cái anh mua chiếc dây dép mình nó cũng giận hận nhìn lắm chơi kìa. Tao nói chưa à. Lâu lâu em mua được cái xe độc quá để chị gương nó cũng thích nữa. Giá này nha anh em. Em đang nói chuyện với xa ở ngoài. Anh em dành mua cái chiếc Kawasaki của em quá trời luôn. Cái xe gì mà xài 599 tới giờ em bó tay luôn. Cập nhật clip này mới nhất luôn nha anh em. Bữa nay quay xe nào còn nào bán là mới nhất luôn. Không có ghép clip hôm qua nha. Tâm trầm đẹp quá. Tâm trầm này anh em không mua nè. Mấy cái xe này thường thường là vậy đó. Có sẵn cái anh em không mua tới chừng bán rồi cái anh em hỏi nhiều anh em hỏi. Tâm trầm với hải quan bây giờ đốt đuốc kiếm. Tại vì khó. Nói chung mình chạy thời gian vậy chỉ xin thôi, máy còn yếu không thái rồi. Là thái phải còn con xe một nha anh em, đỏ đen. Rồi đi lại đằng cửa hàng kia ha, ở đây nó chỉ vậy thôi. Mát á. Bông loa nó màu xanh ra xe này. Tới rồi nè ha. Cái số màu xanh nè. Rồi em mới cái này xe phổ thông bình thường thôi nha anh em ơi. Jupiter MX mắc mèo. Lâu lắm em mới mua được cái xe mà mắc mèo này nha anh em.
14 triệu nha cả nhà, 14 triệu. À, giá trên yên đây. Giá hết trên yên có hết đầy đủ hết. Mấy cái dòng xe này thì phải bao đem xài nha. Cái xe này mẫu xe mới không? Nó không có gì mà để nói hết. Ờ, có giá niên hết gì nè. Này chắc trường nó ghi lại đây. Ba cái Winner Way này anh em. Có giá trên niên đó, 25, 6, 27 ba chiếc. Nè, có 22 triệu nè, một càng. Master FZ, FZ có 28 triệu à. Ha. Một cái xe bự chà bá lửa ấm binh. Quá rẻ. Đó, cái này là báo giá nè, cực kỳ lẹ nè. Nhiều khi ghi rồi nó bay anh em. Chuỗi ngày ngày nó bay hết trơn. Nó bay hết trơn. Khu 1 ha. Nó anh em lựa chọn. Cái gây đơn này 35 năm nha anh em. Màu đỏ đẹp á. Ha, đi lại cái tem đơn giản đó. Nhưng mà nhìn nó cũng sắc sảo đó. Này sang trường nó làm giá lên nè. Rồi, tiếp tục dãy xe ga này ha. Quá tận xe luôn em, nhiều thiệt. Cái hệt này 24 năm nha em. Biển là biển Nha Trang, Khánh Hòa. Mới xì bo nè, 20 triệu. Cho anh em trải nghiệm hay thì mà yếu đạn. Cái này bán rồi nha. Bên đây. Cái này 11 năm, cái này 16 năm. Còn mấy này thì giá có ghi à, chỉ trên điên hết à. Rồi. Xong hết. Rất là nhanh gọn lẹ nha. Ồ cũng 7-8 phút nha em. Anh em cần thế nào liên hệ với trường sang giùm phép nha anh em. Rồi xin cảm ơn anh em đã dành thời gian coi video của phép. Xin chào anh em.